Hi, chào tất cả các bạn, mình là Tuấn. Mình xin giới thiệu một chút là mình vừa tốt nghiệp trường đại học ngoại thương và trong kỳ tuyển sinh mùa thu 2019 mình đã may mắn giành được một số học bổng như sau. Kết quả mà mình giành được thì hết sức là bình thường, thậm chí là đối với mình còn có đôi chút thất bại khi mà mình đã không xin được học bổng chính phủ. Thế nhưng mà toàn bộ quá trình tìm hiểu và apply đều là mình tự làm 100%, nên mình cũng có đôi chút kinh nghiệm để có thể chia sẻ với mọi người, đặc biệt là các em khóa dưới, những người mà đặt ra cho mình rất là nhiều câu hỏi mà mình không thể nào có thời gian giải đáp cho từng em một được. Đây sẽ là video đầu tiên trong series 7 ngày tự xin học bổng Trung Đại. Trước khi bắt tay vào xin học bổng ở bất kỳ quốc gia nào để mà không mất thời gian và tiền bạc ấy, thì các bạn không nên lao vào tìm trường hay là vội vàng công chứng dịch thuật giấy tờ ngay, mà điều đầu tiên các bạn cần phải xác định xem là học bổng đó có dành cho mình hay không. Nếu như các bạn sai ngay từ đầu ấy, thì những cái bước về sau các bạn làm nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì vậy hãy cùng mình trả lời 3 câu hỏi dưới đây nhé. Ai cũng biết là người Hoa ấy, bây giờ có mặt ở khắp nơi trên thế giới rồi. Bản thân mình thì muốn đến cái quê hương của tiếng Trung để xem là mình có thật sự sử dụng tốt cái ngôn ngữ đấy ở trong đời sống và đặc biệt là trong môi trường học thuật hay không ấy. Vì vậy là ngoại trừ Singapore ra thì Đài Loan và Trung Quốc là hai lựa chọn duy nhất nơi mà tiếng Trung được sử dụng như là một ngôn ngữ chính thức và đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Cả hai thì đều nằm ở châu Á với nhiều nét văn hóa khá là tương đồng với Việt Nam, nhưng mà sự phát triển về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, khiến cho Đài Loan và Trung Quốc xứng đáng là nơi để mình dành thời gian học tập. Tất nhiên không phải là cứ quốc gia nào giàu thì mình sẽ đi học, mà quan trọng là các bạn phải có cái sự yêu thích với cái văn hóa và ngôn ngữ của quốc gia đó thì các bạn mới nên đến đó để học. Nhân tiện thì channel của mình sẽ không nói về vấn đề nhạy cảm như là chính trị. Thế cho nên là việc bạn coi Đài Loan là một quốc gia hay là một vùng lãnh thổ thì đấy là quan điểm của mỗi người thôi. Còn đối với mình thì Trung Quốc và Đài Loan là hai nền giáo dục hoàn toàn khác nhau và họ cung cấp rất nhiều học bổng, vậy thôi. Theo mình ấy, thì cơ hội dành được học bổng Trung và Đài là dành cho tất cả mọi người. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Trung Quốc và Đài Loan nằm trong số ít các quốc gia rất là hào phóng trong việc cung cấp học bổng. Và cụ thể là có những cái loại học bổng như thế nào thì mình sẽ nói ở câu hỏi thứ 3. Và hơn nữa thì đối với người Việt thì việc xin được học bổng Trung và Đài không phải là quá khó, kể cả bạn có học tiếng Trung hay không. Vì vậy hãy yên tâm là ở đâu đó chắc chắn sẽ có một loại học bổng phù hợp với bạn. Ví dụ bạn học hành xuất sắc thì bạn có thể xin học bổng chính phủ. Bạn ở mức khá và giỏi là đã có thể xin được các học bổng của trường hoặc là học bổng công ty rồi. Còn nếu mà bạn chẳng có gì ngoài tiền cũng vẫn có học bổng thông qua các mối quan hệ trung gian, hoặc là những cái bạn muốn vừa học vừa làm chẳng hạn thì cũng sẽ có học bổng cho hệ này. Tóm lại thì học bổng Trung Quốc và Đài Loan dành cho tất cả những ai xứng đáng và phù hợp. Và đương nhiên thì việc giành học bổng chỉ dành cho những người có đủ tư cách để xin thôi. Không thể có chuyện là một tù nhân đang bị mất năng lực hành vi dân sự hay là một người đang mắc bệnh truyền nhiễm lại đỗ được học bổng cả. Chính vì học bổng Trung Đài có cực kỳ là nhiều loại, thế cho nên là mình sẽ lập bảng so sánh, đồng thời là dẫn link thông tin ở phần description để cho các bạn tham khảo và lựa chọn nhé. Mình sẽ tạm thời chia học bổng Trung và Đài ra làm 3 nhóm. Cả Đài Loan và Trung Quốc thì đều cung cấp rất là nhiều loại học bổng chính phủ. Một điều không phải ai cũng biết ấy, là Trung Quốc không chỉ có CSC hay là ở Đài Loan không chỉ có MOE mới được gọi là học bổng chính phủ. Mà thậm chí các bạn biết không, trong CSC thôi nó đã có rất là nhiều hạng mục rồi. Ví dụ như là song phương, bilateral, học bổng Type B, tự chủ tuyển sinh qua các trường đại học, học bổng một vành đai một con đường tơ lụa hay là CSC cho từng châu lục, vân vân. Thế nên ấy, các bạn chỉ cần hiểu một cách đơn giản là học bổng do nhà nước và các cơ quan bộ ban ngành trực thuộc chính phủ cung cấp đều được gọi chung là học bổng chính phủ. Và tất nhiên thì học bổng chính phủ sẽ là loại học bổng có mức đãi ngộ cao nhất, có thể bao gồm học phí này, sinh hoạt phí và đôi khi là cả vé máy bay và visa cho các bạn nữa, đủ để các bạn học tập và sinh sống thoải mái mà không cần phải đi làm. Hay nói đúng hơn là các bạn không được phép đi làm ở cái loại học bổng này. Và Trung Quốc đại lục thì đơn giản là có những tỉnh còn rộng hơn cả Đài Loan nữa. Thế cho nên là bên cạnh học bổng của nhà nước thì họ còn có học bổng của chính phủ các địa phương nữa. Như một số thành phố lớn như là Thượng Hải chẳng hạn thì mức học bổng chính phủ của họ ngang với học bổng CSC luôn. Và mình chưa từng nghe thấy là có học bổng Đài Bắc hay là học bổng thị trường Cao Hùng gì cả. Ngược lại với học bổng chính phủ thì học bổng này đến từ các công ty, tổ chức, cơ quan không trực thuộc chính phủ. Nổi bật nhất ở Trung Quốc đó là học bổng của Viện Khổng Tử. Và bên Đài thì mình biết là có học bổng của một số công ty về công nghệ hoặc viễn thông, chẳng hạn như là Trung Hóa. Và cái loại học bổng này thì có mức đãi ngộ khá là tốt, đôi khi là không thua kém học bổng chính phủ mấy đâu. Nhưng mà nó lại có rất là nhiều ràng buộc. Ví dụ như là học bổng công ty sẽ yêu cầu bạn là sau khi học xong sẽ phải quay về làm cho họ, hoặc là họ sẽ chỉ cấp học bổng đi đào tạo nội bộ cho nhân viên thôi. Còn Viện Khổng Tử và Ủy ban Hàn ngữ Quốc gia Trung Quốc thì có nhiệm vụ là quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc ra toàn thế giới.
Thế cho nên là họ chỉ cung cấp học bổng cho một số ngành học nhất định, ví dụ như là ngành Hán ngữ, ngành văn học Trung Quốc, và đặc biệt là ngành giảng dạy Hán ngữ cho người nước ngoài, một số bạn còn gọi là ngành Hán ngữ đối ngoại. Cuối cùng ấy, thì như hầu hết các nước, các trường đại học ở Đài Loan và Trung Quốc đều có quỹ học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Mức đãi ngộ thì phụ thuộc vào điều kiện tài chính của từng trường. Theo mình thấy bèo nhất là các bạn sẽ được miễn từ 50% cho đến 100% học phí. Có thể đây là một cái mức khá là ước ao đối với các bạn đi học ở Mỹ hoặc là ở bên Anh rồi. Khá hơn thì các bạn sẽ được cung cấp chỗ ở trong ký túc xá và được cấp sinh hoạt phí từ khoảng 3 cho đến 10 triệu đồng tùy vào từng trường. Mình nghĩ là trường ranking càng cao thì họ càng giàu và càng có điều kiện cho học bổng sinh viên nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay. Hy vọng là qua ba câu hỏi mà mình nêu trên thì các bạn sẽ tìm ra được cái loại học bổng nào phù hợp với bản thân mình, cũng như là mình có nên đi du học ở Trung Quốc và Đài Loan hay không. Ở video sau thì mình sẽ nêu ra 6 yếu tố mà các bạn cần có để có thể tự xin được học bổng Trung Đài. Hãy like, share và subscribe kênh Mặt Hoạt Hình để mình có nhiều động lực chia sẻ hơn nhé. See ya!